6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục. Theo Lao Động, có những dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng có thể bạn không hề nhận ra nó. Nghiến răng, bạn có thể thấy mình đang cắn hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày hoặc khi đang ngủ. Đổ nhiều mồ hôi, nếu bạn đổ mồ hôi liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang quá lo lắng, căng thẳng. Rụng nhiều tóc hơn bình thường, rối loạn cảm xúc có thể làm gián đoạn giai đoạn phát triển của chu kỳ tóc. Bạn có thể bị rụng tóc từ 6 đến 12 tuần sau khi trải qua thời gian căng thẳng. Xuất hiện những đốm hoặc mảng màu đỏ, nếu bạn không bị dị ứng mà vẫn bùng phát thì có thể bạn đã trải qua những lần căng thẳng. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể bị nổi nốt đỏ trong miệng do căng thẳng. Mắt co giật liên tục, bạn có thể nhận thấy chuyển động không tự chủ của mí mắt dưới hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi là mí mắt trên. Trong một số trường hợp, co giật có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Miệng luôn khô, thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn tuyến nước bọt của bạn, dẫn đến tình trạng bạn bị khô miệng. Bạn cũng có thể cảm thấy khó nuốt do mất nước. Cùng theo dõi Netbeat News để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!